Cuộc đời của Trang từ khi sinh ra đã đầy sóng gió. Mang phận con rơi, mãi đến hiện tại, Trang cũng chẳng biết cha mình là ai. Thiếu bờ vai ấm của cha, một tay mẹ tạo thần dãi nắng dầm mưa, nuôi Trang ăn học. Tưởng như số phận lông đông đã buông tha cho cô học trò nhỏ, nhưng tai ương vẫn tiếp tục đổ xuống. Một ngày Trang đi học về năm lớp 7, mẹ em đột ngột ngã gục, rồi hai ngày sau qua đời. 13 tuổi, Trang thành trẻ mồ côi. Cô học trò nhỏ một mình chơi vơi giữa đời, tự lo cuộc sống, tự lo học hành. Nhưng số phận nghiệt ngã không thể đánh gục Trang. Cô bé côi cút ở thôn Tây, xã Hiền Ninh, Quảng Bình vừa đậu vào trường Đại học Quảng Bình để biến giấc mơ làm giáo viên thành hiện thực. Đi đại học, hồi nào là kiểu cho mẹ bà mơ kiểu đi mà có ba mẹ chờ đón ấy. Rồi khoảng thời gian mà lúc mình đang chuẩn bị thi ạ, thì nghĩ tại mọi người lúc về là có mẹ thương sóc, nồi nấu cơm kiểu ba ăn ngồi giúp đỡ thôi, nên chỉ có một mình thôi. Không ngờ trong thang nữa, ngựa mới không còn một ai cả. Nếu như thì cảm giác mình cố đốc hành cần cho anh quên mình. Tổng thao thì một thời gian diễn viên cũng phải biết chấp nhận là mẹ mình mất rồi, chứ là không có ai nữa, mình phải tự lo thôi. Em phải biết là chứ xung quanh mình là nghe mà từ đứng như thế thôi, kiên cường lên chứ không thể mới gục ngã được nữa. Hoàn cảnh của em Trang á, chứ on thiệt quá tồi. Em còn nhỏ, mẹ thì ba khi mất sớm, thì đến mẹ cũng mất sớm. Em quá nhỏ đến không có nơi nương tựa, cầu gì ở xa, xung quanh xóm làng ai chú cũng thương cả. Nhất là những lúc trời mưa gió lụt lội, cháu rất tồi, không có gì ăn, mà xung quanh là nước ngập hết, rất tồi. Mà em đã cố gắng học hành cho đến bây giờ, vì em nghĩ là mẹ cũng có, ba cũng có, cho nên em rất chịu khó. Từ ngày mẹ mất đến nay đã gần 6 năm, bữa ăn nào Trang cũng mang cơm ra trước bàn thờ ngồi để có cảm giác như có mẹ ăn cùng. Trong tương lai của cháu là chưa lo, là cháu đi học là không có chỗ, không ai chu cấp cho cháu để cháu học, để cháu yên tâm học hành.